Good morning, chào các bạn nha. Tuy là bây giờ những ngày Tết vừa mới qua, nhưng mà sắc xuân thì vẫn còn ở đây. Những cái loài hoa mùa xuân mà của mình đón Tết ở bên Mỹ á, thì sẽ là dùng những cái loại hoa khác với Việt Nam mình. Tại vì bây giờ ở đây á, nó lạnh lắm, nó không có trồng được bông vạn thọ, cho nên là mình không có hoa vạn thọ, mặc dù là mình rất là thích. Đây là loại hoa mà cũng được gọi là hoa lồng đèn, có người gọi là hoa quỳnh của Nhật, kêu là tiểu Nhật quỳnh. Nhưng Mỹ thì họ gọi đây là Christmas Cactus, là hoa, một loài hoa xương rồng cho ngày Noel. Nó nở rất đúng vào ngày Noel, nhưng mà không biết vì sao năm nay nhà của mình nó lại nở đúng vào dịp Tết Việt Nam của mình. Rất là lạ phải không? Mình muốn giới thiệu với các bạn một loài hoa mà mỗi năm Tết đến mình thường hay trưng bày và có trồng ở trong khu vườn nhà mình. Đó là loài mai đỏ. Đây là một giống mai của Nhật, được du nhập từ bên Nhật vào nước Mỹ, và nó có mặt trên nước Mỹ này cũng lâu rồi. Và những người dân Việt thường hay dùng nó để đón Tết nguyên đán của mình. Đây là loại hoa mai màu đỏ, nó cũng có 5-6 cánh, tùy mỗi cái hoa đó. Có cái nó lên tới 8 cánh. Nó nở rất là dai, là long last, nó nở rất là dài. Mình rất là thích, nhìn nó rất là đẹp nè. Cái cánh hoa nó cứng hơn là cái hoa mai màu vàng của mình. Nó nở đẹp lắm, nở ra rất là đẹp. Tuy hôm nay là không có phải là trong 3 ngày Tết nữa, nhưng mà bây giờ lúc mình đang quay phim nè, là mình nghe văng vẳng ở xa xa có tiếng múa lân. Chắc là cái chợ ở bên góc phố bên kia nó đã khai trương, mặc dù là ở đây họ không có đóng cửa, họ vẫn bán bình thường, không nghỉ ngày nào, nhưng mà họ vẫn có ngày khai trương của họ. Và họ đã múa lân. Mình nghe nãy giờ tiếng múa lân đó, là tiếng trống đó, là nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi đó. Các bạn thấy hoa này các bạn có thích không? Bây giờ mình thấy có nhiều người ở bên Việt Nam họ cũng đã mua cái loại hoa này về để mà chơi Tết á. Có lẽ là sẽ mắc lắm, bởi vì đây sẽ là một loài hoa nhập từ nước ngoài vào. Nhưng mà nếu như bạn nào thích chơi hoa này và đã có hoa này, mình có một lời, cũng không phải, không có dám dạy bảo gì ai đâu, mình chỉ chia sẻ là mình đã có trồng hoa, mình biết các bạn nhân giống rất là dễ, rất là dễ. Các bạn chỉ cần cắt nhánh, ghim ở trong chậu đất, tưới ẩm ẩm, đừng bao giờ để cho đất bị khô, vậy là nó ra được cái cây mới. Còn nếu các bạn giỏi hơn thì các bạn có thể chiết cạnh, nhưng mà cắt nhánh ghim vẫn sống. Đó là kinh nghiệm mà mình có được khi mình trồng loài hoa này cũng 3-4 năm nay rồi. Đây là một cây hoa mà lúc ông xã mình đi làm á, thấy người chủ nhà họ vứt bỏ, người Mỹ á, họ trồng một thời gian, họ cảm thấy cây hoa nó không còn đẹp,
là họ vứt bỏ để họ mua cây khác. Ông xã mình thấy mình thích hoa này, có nói với ông xã mình là mình thích, cho nên khi ổng gặp, ổng cứ nhặt đại về, rồi mình đem, mình bỏ vào chậu, mình bón phân, mình nuôi. Và bây giờ kết quả là năm nay nó có rất là nhiều hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Các bạn nhớ like, share, đăng ký ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ có hồi đáp tương tự cho các bạn. Ok, bye.